إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Có một người đàn ông trở về nhà sau khi làm việc vào buổi sáng. Sau khi mở cửa nhà mình ra thì thấy người vợ của mình ngồi buồn bã. Thì ông ta hỏi có chuyện gì vậy em? Thì người vợ rất là bối rối và lúng túng mới nói: anh hãy vào coi con kìa. Thì ông ta vội vã đi vào trong phòng của mình thì thấy ba đứa con của mình. Hai đứa con gái lớn thì tỏ vẻ rất là bối rối. Còn đứa con trai nhỏ thì ngồi vút ở trên giường, trên gương mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Thì người đàn ông đi lại ôm đứa con trai của mình và hỏi chuyện gì vậy con? Thì đứa con yên lặng không trả lời. Thì ông ta cố gắng ôm nó và hỏi hai lần nữa: chuyện gì vậy con? Thì đứa con chứ không trả lời. Và người cha sờ lên trán của con mình thì không thấy nó bị bệnh gì cả. Thì người vợ đi vào và mới ra giáo: hãy đi vào phòng đi. Thì lúc này người đàn ông mới đi vào phòng cùng với vợ của mình. Thì người vợ mới nói: em không biết chuyện nguyên nhân nó như thế nào, nhưng người vợ đã kể cho người chồng nghe sự chuyện mình đã chứng kiến. Tại vì cái câu chuyện này nó gồm có hai phần. Ở phần thứ nhất người vợ không hề biết đó là chuyện gì. Người vợ chỉ kể cho người chồng mình nghe cái phần thứ hai mà thôi. Sau khi nghe được hết lời vợ kể thì người đàn ông nó mới hiểu thiệt. Thì người đàn ông nó mới kể lại câu chuyện về những đứa con của mình. Nó là như thế này: tôi có tới ba đứa con, hai đứa con gái và một đứa con trai. Đứa lớn tên là Asma, 8 tuổi, và đứa con gái kế tên là Fatima. Còn đứa con gái trai nhỏ đó khoảng chừng 3 tuổi rưỡi. Thì cứ mỗi đêm trước khi ngủ thì tôi thường vào phòng của chúng rất là lâu và kể chuyện cho bọn chúng nghe về những câu chuyện về Islam. Thì đứa con gái lớn của tôi rất thích về câu chuyện của Nabi Yusuf alayhi salam. Còn đứa con gái kế thì nó luôn muốn được nghe về câu chuyện của Fir'aun và Musa alayhi salam, hay là nó còn gọi đó là câu chuyện của người đàn ông tốt và người đàn ông xấu. Còn đứa con gái trai nhỏ đó thì luôn giữ im lặng, kể câu chuyện nào thì nó vẫn lắng nghe. Và cứ thế vào một đêm nọ, tôi vào tôi cũng hỏi: đêm nay các con muốn nghe câu chuyện gì? Pha về Yusuf hay là Musa cùng với Pharaoh? Thì lúc đó đứa con do nhỏ của tôi nó mới lớn tiếng mà nói: con muốn nghe câu chuyện của Umar bin Khattab. Thì tôi ngạc nhiên: Umar? Tại sao? Tại vì tôi chưa từng kể cho nó nghe về câu chuyện của Umar, dù là một câu chuyện trước đây, và tôi cũng chưa từng nhắc trước mặt bọn chúng về Umar. Vậy chứ nó nghe được Umar là về từ đâu? Thì sau khi hỏi han thì tôi mới biết nó được nghe được mọi người xung quanh nói cái về vị anh hùng Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thì đêm đó tôi đã kể cho nó nghe về Umar. Tôi kể nó nghe về vào một đêm nọ. Umar không bao giờ ngủ, đó là một lẽ thường của mình, không bao giờ ngủ vào ban đêm sau khi đi lên làm Amir, làm thủ lãnh của Islam, cho đến khi nào Umar đi dạo vòng Madina, đi vào tất cả các ngõ hẻm và các con đường của Madina, tìm xem có người nào cần giúp đỡ, tìm xem có việc gì cần giải quyết hay không. Thì Umar
mới trở về nhà mình trên giường của mình ngủ. Và một đêm nọ, ông ta ra ngoài cùng với người hầu của mình là Aslam. Thì từ đằng xa Umar thấy một cái ngọn lửa và bên cạnh đó là một nhóm người. Thì khi đến gần thì Umar mới thấy một người phụ nữ cùng với vài đứa trẻ, con của bà ta. Thì Umar chào Assalamu alaikum. Thì người phụ nữ đáp là Assalamu alaikum assalam. Thì Umar hỏi chuyện gì vậy? Tại sao cô lại ở đây trong lúc như thế này? Thì người phụ nữ đó mới nói, tôi là người phụ nữ lỡ đường không nhà cửa. Và Umar mới hỏi, và bà đang làm gì? Tại sao các con của bà khóc? Thì người phụ nữ đó mới nói, các con tôi vô quá đói không có cái gì ăn. Còn tôi trên nồi thì tôi đang nấu, nhưng mà chẳng qua đó là những cục đá tôi nấu cho nó sôi và tôi dụ bọn chúng. Đến khi nào bọn chúng đòi ăn thì tôi nói, đó, thức ăn đó các con chờ một lát đi nó sẽ chín. Để cứ như thế để cho bọn chúng mệt, để mà bọn chúng ngủ, chứ tôi không có cái gì ăn. Nhưng tôi xin thề với Allah, nếu như Allah subhanahu wa ta'ala phục sinh tôi vào ngày Qiyamah, tôi sẽ thưa Umar trước Allah subhanahu wa ta'ala. Lúc này Umar bật khóc. Umar mới hỏi, chuyện gì vậy? Làm sao liên quan đến Umar? Thì người phụ nữ mới nói, tôi là người dưới sự quản lý của Umar, mà Umar không biết được tôi à. Tôi xin thề với Allah subhanahu wa ta'ala, tôi sẽ thưa Umar trước Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta đừng có tưởng rằng khi làm lãnh đạo hay là làm một cái chức gì gì đó, chúng ta sẽ an lành, an nhàn, sống vinh hoa hay là hưởng thụ trên đó. Cho dù là một đồng tiền chung của tập thể hay là một con vật chung của tập thể, nếu nó bị mất, hay là một người nào đó trong dưới quyền quản lý của một người nào đó mà bị đàn áp, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đem cái người lãnh đạo đó ra mà tra hỏi nguyên nhân tại sao là như thế. Thì Umar đã bật khóc. Và Umar đã đi quay về nhà mình, quay về nhà và đi vào thẳng vào kho lương thực chung của cộng đồng. Và Umar bảo với cái người nô lệ Aslam của mình, cậu hãy tiếp tôi đưa cái bao bọt này lên trên vai của tôi. Thì người nô lệ mới nói, không thưa Amirul Mu'minin, hãy để cho tôi vác cái bao bọt này cho. Thì Umar nhìn sang mà nói, vậy anh có đồng ý vác luôn, gánh chịu luôn tội lỗi của tôi vào ngày kia mặt trước Allah hay không? Thì Aslam yên lặng. Thì Umar bin Khattab radiyallahu anhu, trên lúc đó trên người của ông ta, ngay cái hiện trạng lúc đó trên người của ông ta mặc một bộ đồ rách rưới của một người nghèo hèn, chứ không phải là một vị lãnh đạo cao quý, một bộ đồ sang trọng. Trên cái áo của Umar mặc lúc đó đến 14 lỗ chấp giá, 14 lỗ chấp giá trên cái áo của Umar đang mặc vào ngay lúc đó. Và chính Umar đã vác cái bao bọt từ cái kho lương thực chung của cộng đồng đi đến ngay người phụ nữ đó. Và chính đôi tay Umar đã nào nhào nặng bọt để cho cái người phụ nữ và các con của mình ăn. Lúc đó người phụ nữ mới nói, tôi xin thề do Allah, ông mới là người xứng đáng làm Khalifa hơn là Umar. Thì lúc này Umar cùng với Aslam đi một nơi xa. Thì lúc này Aslam mới nói, này thủ lĩnh, chúng ta hãy đi về đi. Thì Umar mới nói, không, tôi sẽ không bao giờ trở về cho đến khi nào tôi nhìn thấy họ no và họ ngủ, chứ giống như là tôi đã nhìn thấy họ đói và họ khóc vậy. Và lúc đó Aslam mới nói, Umar đã khóc ướt cả gương mặt của mình. Thì xong câu chuyện thì cứ con của tôi nó đã ngủ. Qua ngày đêm sau thì con tôi lại nói với các chị của mình, thằng bé nhỏ đó nói lại các chị của mình, đêm nay em sẽ kể cho các chị nghe về câu chuyện của Umar. Thì tôi mới nói, con có thật sự biết hay không? Thì con nói, dạ con biết. Thì nó đã kể lại câu chuyện mà tôi đã kể cho nó nghe đêm hôm qua, giống như là một cái máy ghi âm vậy. Cho đến hôm sau nó yêu cầu tôi kể tiếp chuyện của Umar, thì tôi kể cho nó nghe về câu chuyện của Umar lần nữa. Đó là gì? Lẽ công bằng của Umar. Ở bên Ai Cập, Umar đã cử một người làm lãnh đạo bên đó, đó là Amr bin Aus radiyallahu anhu wa sahaba. Và khi qua đó làm lãnh đạo thì nước Ai Cập họ thường niên là họ tổ chức đua ngựa. Thì con trai của Amr bin Aus tên là Muhammad đã tham gia tổ chức trong cuộc đua ngựa đó. Thì khi cái trận chung kết thì một người thường dân của Ai Cập đã cởi ngựa chiến thắng vượt qua mặt của Muhammad, con của ông Amr bin Aus, Wali, tức là lãnh đạo của Ai Cập. Thì làm cho Muhammad nổi giận, bước xuống ngựa và tán quạt tay rất mạnh vào cái người đứa con thường dân, tức là chàng thanh niên con của người thường dân đó.
Thì lúc này cái chàng thanh niên đó bật khóc mà nói: tôi xin thề tôi sẽ đem chuyện này trình lên Umar. Khi nghe đến Umar thì kể cả nước Hy Lạp, nước Ba Tư còn phải khiếp sợ, còn phải ơn gái khi nghe đến tên Umar. Thì hai cha con đã lặn lội từ Ai Cập đi đến Medina của Nabi sallallahu alaihi wa sallam trình lên Umar. Thì Umar mới ra lệnh triệu tập hai cha con của Amr bin Aus đến trước mặt và tập trung tất cả sahaba và mọi người. Thì Umar mới hỏi: này hai nha con của nhà ngươi đã bắt thiên hạ làm nô lệ bao giờ vậy, trong khi họ được cha mẹ họ sanh ra là người tự do kia mà. Đây cây roi đây, Umar nói với cái người con mà đã bị đánh: đây cây roi đây, ngươi hãy đánh lại nó giống như nó đánh nhà ngươi vậy. Hãy đánh lại nó giống như nó đánh nhà ngươi vậy. Umar, kể cả jin và shaitan không hiếp sợ khi thấy Umar. Và đứa con tôi nó lại ngủ sau câu chuyện đó. Và cứ thế tôi kể một đêm thì đứa con tôi lại kể lại câu chuyện đó vào đêm hôm sau, giống như cái máy ghi âm vậy. Và cứ như thế hai cha con và các con tôi và các con tôi kể về câu chuyện của Umar kéo dài cả tháng trời. Tôi kể về Umar, về sự kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala của Umar, về sự công bằng của Umar, về sự rộng lượng của Umar, về sự cương trực của Umar cho có con của tôi nghe. Vào một đêm nọ con tôi nó hỏi: này cha, Umar có chết chưa vậy? Này cha, Umar chết chưa vậy? Thì tôi gần như trả lời: đúng, Umar đã chết rồi, nhưng tôi đã kiềm chế lại được. Tại vì tôi hiểu được rằng con của tôi, đứa bé này, nó đã rất xem trọng Umar, và tôi sợ nó sẽ bị sốc khi mà nghe rằng Umar đã chết. Thì tôi đã không trả lời, tôi đã yên lặng. Thì nó đã lặp lại câu hỏi đó rất là nhiều lần vào các đêm sau, nhưng tôi đã tìm cách không trả lời câu hỏi đó của nó. Cho đến một sáng nọ, nó đi ra ngoài cùng với mẹ nó. Thì đang trên đường đi, nó gặp một bà lão dắt ta một đứa con, và đứa con nhỏ nó khóc đòi ăn. Thì bà ta đã cố xè tay xin tiền những người qua lại để cho bà ta cái gì đó để cho con của mình ăn. Thì đứa bé con của tôi chạy lại mới nói: bà ơi, bà đừng có lo, bà đừng có buồn, lát ở đây Umar sẽ đến đem thức ăn đến cho bà và con trai của bà, đừng có khóc, bà đừng có buồn. Thì mẹ của nó đã đến nắm tay nó kéo đi và đã dúi vào tay của cái người phụ nữ đó một vài ít tiền. Thì cũng trên đường đi nó gặp một đám người đang bu xung quanh, đó là một chàng thanh niên có sức khỏe đang đánh một người đàn ông ốm yếu. Thì đứa bé nó đã lại la lên nữa: này mọi người, tại sao không la lên, không chi hô lên để cho Umar bị khóc tóp đến đây để mà ngăn cản cái chuyện bất công này. Thì vợ của tôi đã nắm tay nó kéo đi dưới sự ngạc nhiên của bao người chứng kiến. Thì lúc này đứa con nó mới hỏi: mẹ, này mẹ, Umar chết chưa vậy? Thì vợ tôi lúc này cố gắng nắm tay nó kéo nhanh về nhà. Thì trên đường về lên nhà, lên cầu thang, lên vừa đến cái khu chung cư của chúng tôi ở, thì gặp người vợ của người bảo vệ chung cư. Thì bà ta mới than rằng chồng của bà ta đã mấy ngày hôm nay nhập viện, nay không có tiền thuốc thang và ăn uống, xin sự giúp đỡ. Thì lúc này đứa trẻ mới nói: này mẹ à, Umar còn sống hay là đã chết? Thì khi vào trong nhà thì nó thấy tivi đang mở về thời sự, nói về ở chiến tranh ở Palestine, dân Do Thái nó đang chiếm đóng với sự Aqsa, và chúng đã dùng súng, dùng vũ khí để mà đánh đập những người Muslimin đang hành lễ Salat ở sự Aqsa. Thì lúc này cứ con của tôi nó mới gào thét và nó khóc: thật sự Umar bin Khattab đã chết rồi, thật sự Umar bin Khattab đã chết rồi. Và cứ thế nó đã khóc. Thì lúc này tôi mới hiểu được sự việc nó là như thế nào. Thì tôi mới đến, đi chậm chạp đến bên nó, tôi mới ôm nó, và nó mới hỏi tôi nữa: cha, Umar chết chứ vậy? Thì tôi mới nói: này con trai, mẹ của con đang mang thai, 2 tháng nữa đây mẹ con sẽ sanh, lúc đó Umar sẽ ra đời. Thì nó mừng lên mới nói: Umar bị khóc tóp. Thì tôi nói: đúng, mẹ con sẽ sinh ra cho con Umar. Nó bật cười và nó đã bật cười trở lại, và nó luôn nhắc đi nhắc lại: Umar bị khóc tóp, Umar bị khóc tóp, Umar bị khóc tóp. Thân hồn Muslimin, không giờ phút nào hay là không thời đại nào mà cộng đồng Islam chúng ta cần đến những người đàn ông có tính khí như Umar bin Khattab vậy. Đặc biệt là ngay lúc này. Tại sao lại không? Trong khi Umar là một người công bằng,
công bằng và duy trì cái nền công lý với tất cả mọi người, không phải chỉ với thiên hạ mà ngay cả trên bản thân ông ta. Umar vẫn công bằng nếu như bản thân mình đã làm sai. Trong một lần nào Umar đi ra ngoài đường với hình dạng là một người thường dân không muốn thể hiện, và để tìm xem mọi người sống như thế nào, thì Umar thấy một người mới là một bà lão, và bà lão đó không biết đó là Umar. Thì sau khi chào salam xong thì Umar hỏi: thưa bà có biết Umar đã làm gì hay không? Thì bà lão nói: mấy nay tôi cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala không ban cho Umar bất cứ gì tốt cả. Thì Umar nó hỏi: chuyện gì, tại sao? Thì bà lão đó mới nói: kể từ khi Umar đã làm thủ lãnh cho tới ngày hôm nay, ông ta chưa từng cho tôi dù là một dinar hay là một dirham nào cả. Thì Umar mới nói: này bà, làm sao Umar biết được cái hoàn cảnh của bà trong khi bà sống ở một cái nơi hẻo lánh như thế này? Thì bà ta mới nói: subhanallah, cậu tưởng rằng á là khi đã làm lãnh đạo rồi thì không biết vượt bên dưới sẽ chuyện gì hay sao, không biết được mọi người sống như thế nào à? Thì Umar đã khóc. Umar đã khóc. Và Umar mới nói: này Umar, tất cả thiên hạ đều biết hết, chỉ có tất cả thiên hạ đều biết giỏi hơn người hả Umar, kể cả các người phụ nữ già này cũng biết nhiều hơn người nữa hả Umar. Và Umar mới nói: này bà lão, bà có đồng ý bán cái sự bất công mà Umar đã làm cho bà cho tôi không, với cái giá bao nhiêu? Thì cái bà lão mới nói: bộ ông đang đùa với tôi ạ, cầu xin Allah thương xót ông. Thì Umar nói: không, tôi không có đùa với bà, tôi nói thật. Thì Umar ngã giá với người phụ nữ đó để mua lại cái sự bất công mà Umar đã làm cho bà ta. Cuối cùng bà lão đã đồng ý bán với 25 dinar. Thì ngay lúc đó Ali bin Abi Talib và Abdullah bin Mas'ud đi ngang mà nói: assalamu alaikum ya amiral mu'minin, này chào salam hỡi thủ lãnh của Islam. Thì lúc này bà lão mới dở lễ để thanh lòng: nãy giờ mình đã chửi thẳng nhặt vô Umar ạ. Thì Umar mới nói: không đâu bà lão, không có chuyện gì đâu. Thì Umar mới ra lệnh: hãy đem đến một cái gì đó để Umar viết cái bản chứng nhận rằng bà ta đã bán cho Umar cái bất công đó. Nhưng mà không có tìm thấy. Thì Umar đã xé cái áo của mình, một mảnh vải trên áo của mình, và đã viết: Bismillahirrahmanirrahim, đây là chứng nhận mà Umar đã mua lại cái sự bất công từ cho bà lão này. Bà lão này kể từ ngày Umar làm thủ lãnh cho đến ngày này bằng 25 dinar. Và Umar bin Khattab sẽ vô can với bà ta với bất cứ cái sự cáo trạng nào bà ta thưa với Allah subhanahu wa ta'ala vào ngày Kiyama. Và Umar không bao giờ biết đến những gì bà ta nói sau đó. Và với chứng nhận đó, Umar radiallahu anhu đã nhờ Ali bin Abi Talib và Abdullah bin Mas'ud cả hai cùng xác nhận lên trên cái giấy chứng nhận đó. Và Umar đã đưa cái giấy chứng nhận đó cho con trai của mình là Abdullah, mới nói: này Abdullah, con hãy giữ nó và hãy liệm nó cùng với cha sau khi cha chết, và cha muốn cầm nó trình lên Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là Umar bin Khattab. Và làm sao ngày nay chúng ta không cần đến Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anin azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minan ayati wa dhikrin hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimin min kulli dhanba fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحم ضعفاءنا، اللهم اجمعنا على كلمة الحق وإلا كلمة التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، تنغو مسلمين، chúng ta biết như thế nào giờ Umar. Ngoài những chuyện chúng ta vừa nghe, chúng ta còn biết gì về Umar? Nếu như chúng ta trở về tìm về Umar, thì bất cứ cái việc hành đạo tốt đẹp nào thì chúng ta đều thấy Umar là người tiên phong làm nặng. Nếu chúng ta muốn biết kiếm người rộng lượng về cái sự cho, thì Umar cũng là người tiên phong trong số đó. Trong lần Nabi sallallahu alaihi wa sallam động viên vào mọi người làm sadaqah, thì ngay lúc đó Umar vừa có tiền, thì Umar đã đem đến cho Nabi sallallahu alaihi wasallam một đống tiền đặt trước mặt Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và một lát sau Abu Bakr cũng đang đến cho Nabi sallallahu alaihi wasallam một đống tiền.
Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mỉm cười và Nabi sallallahu alaihi wasallam hỏi: "Này Umar, anh đã để lại gì cho gia đình mình?" Thì Umar nói: "Tôi đã để lại cho gia đình tôi với số lượng giống như thế này, tức là tài sản tôi đã chia làm đôi, thưa Rasul của Allah, một nửa tôi để cho cha cho gia đình của tôi, còn một nửa tôi mang đến cho Nabi sallallahu alaihi wasallam." Còn Abu Bakr, anh đã để lại gì cho gia đình mình? Thì Abu Bakr nói: "Tôi đã để lại cho gia đình của tôi Allah subhanahu wa ta'ala và Rasul của Ngài, không có gì ngoài hay đó." Thì Abu Umar nói: "Xin thề với Allah, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ tranh đấu với Abu Bakr trong việc làm sao đó có hay bất cứ việc hành đạo nào cả." Umar là một người tốt nhất trong thế giới loài người, kể từ sau Nabi sallallahu alaihi wasallam, được xếp hàng thứ hai chỉ sau Abu Bakr. Umar là người tốt nhất đi trên mặt đất này, kể sau tất cả các vị Rasul sallallahu alaihi wasallam được hàng thứ hai. Đó chính là Umar là một người công bằng, cương trực và kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala với khí phái mạnh mẽ và cương trực như thế. Nhưng trong một lần Umar nghe được một người hành lễ salat trong đêm. Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Rằng hình phạt của Thượng Đế nhà ngươi chắc chắn sẽ xảy ra và không một ai có thể cản trở được điều đó. Umar nghe được câu mỗi câu kinh đó, Umar đã quay về nhà mình nằm trên giường bệnh bao ngày. Chỉ nghe được mỗi một câu kinh đó đó, Umar đã quay trở về nhà nằm trên giường bệnh bao ngày, và nhiều mọi người đi đến thăm Umar thì không biết Umar bị bệnh gì. Chúng ta có biết Nabi sallallahu alaihi wa sallam trong lần dua của người, như được truyền lại, Abdullah bin Umar đã kể lại thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã cầu xin cho Umar, như được ghi lại trong các hadith sahih của những người ghi lại sanid. Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cầu xin: "Allahumma a'izz al-islam bi Umar bin Khattab. Allahumma a'izz al-islam bi Umar bin Khattab." Lại Allah, xin Ngài hãy ban Islam được hùng mạnh bởi Umar bin Khattab. Lạy Allah, xin Ngài hãy ban cho Islam được hùng mạnh bởi Umar bin Khattab. Và Islam chúng ta đã hùng mạnh. Và Abdullah radiallahu anhu, ông ta mới nói: "Chúng tôi những người Muslimin luôn là những người đàn yếu thế, bị đàn áp và những người không ai biết đến, cho đến khi Umar vào Islam, lúc đó chúng tôi mới hãnh diện mà hiên ngang trước bao người." Umar bin Khattab, Umar là thế đó. Ông ta đang vinh quang đến cho Islam chúng ta. Vậy đó, khi ông ta qua đời, ông ta nói những gì? Và cuối cùng Umar cũng đã chết. Và hiện tại bây giờ Umar đã qua đời. Khi Umar hành lễ salat fajr thì đã bị một người Majusi, Abu Lu'lu'a Majusi, người đạo thờ lửa, đã cầm một cây dao cả hai đầu và đã ám sát Umar trong lúc hành lễ salat fajr, và đã đâm một cái nhát đầu rất là đau, rất là sâu vào bụng, và tét cái bụng Umar lồi cả ruột, và những nhát khác đâm liên tục vào trên phần ngực và phần bụng của Umar gần 10 nhát. Umar đã ngất xỉu. Và sau khi mọi người đã khiêng Umar về nhà, trước khi Umar lâm chung, trước khi Umar tắt thở, Umar đã bảo với con trai của mình là Abdullah: "Hãy để cái gương mặt của cha của con xuống đất." Abdullah giả vờ không nghe, sợ rằng cha mình đang nói sẵn. Thì Umar nói: "Này Abdullah, hãy để mặt cha của con xuống đất." Abdullah không làm theo. Thì Umar nói: "Này Abdullah, hãy để mặt cha của con xuống đất." Thì lúc này Abdullah mới để mặt cha mình từ trên đùi của mình xuống mặt đất. Thì Umar đã áp cái gò má mình xuống sát trên mặt đất. Umar mới nói: "Ôi ước chi mẹ của Umar đừng sanh gặp Umar. Ôi ước chi mẹ của Umar đừng sanh gặp Umar. Ôi ước chi Umar rời khỏi trần gian này không được bất cứ gì, cũng không bị bất cứ gì." La ilaha illallah. Umar, chúng ta đã nghe về Umar. Trước khi ông ta chết, ông ta nói những lời lẽ như thế: "Ôi ước chi mẹ của Umar đừng sanh gặp Umar. Và ôi ước chi Umar đừng được bất cứ gì, cũng đừng bị bất cứ gì sau khi rời khỏi cuộc sống trần gian này." Ông ta là người mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ám chỉ trong thiên kinh Quran. Trong một lần giáo dục những người dạo của Nabi sallallahu alaihi wasallam có sự bất đồng chống lại Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì Allah subhanahu wa ta'ala thiên khải xuống câu kinh: "In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tatahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin."
Allah subhanahu wa ta'ala phán, nếu như hai nhà ngươi, tức là Aisha và bà Hafsa, tranh cãi nhau, muốn cương ngạnh với Nabi sallallahu alaihi wasallam, không nghe lời Nabi, nếu như hai nhà ngươi biết quay lại sám hối với Allah và tấm lòng của hai ngươi chịu hòa lại thì thôi, còn nếu như các nhà ngươi tiếp tục chống đối y, tức là Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì rằng ta chính là đấng bảo hộ cho y và Jibril và những và người ngoan đạo trong tín đồ ngoan đạo. Thì ông Ikramah, ông ta mới nói Allah subhanahu wa ta'ala ám chỉ người ngoan đạo trong tín đồ ngoan đạo, đó chính là Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Đó chính là Umar bin Khattab. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói với Umar rằng, này Umar, ma laqiya ka shaytan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Này Umar, nếu như mà shaytan nó có lỡ bất gặp ông đi mà trên một con đường nào đó thì chắc chắn rằng nó sẽ quẹo ngay một con đường khác và không dám đối diện với Umar. Subhanallah. Shaytan đã gặp Umar đi trên con đường thì Shaytan sẽ không bao giờ bước đến trên con đường đó mà quẹo ngay con đường khác. Đây là hadith Sahih Bukhari và Muslim. Điều gì đã làm cho Umar, kể cả Shaytan phải khiếp sợ? Đó là niềm tin iman vững chãi, một duy trì một hành công lý và một khí thế bám chặt Allah subhanahu wa ta'ala. Như thế Umar không bao giờ hãnh diện về những gì mình đã làm cho Islam. Umar không bao giờ thể hiện mình đã làm cho Islam, mà Umar luôn tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala, nhờ có Islam nên mình mới được như vậy. Nhờ có Islam nên mình mới được như vậy. Umar luôn nói với bản thân mình và nói với tất cả mọi người, nhờ Islam nên Umar mới được như vậy, chứ không phải Islam hùng mạnh hay là Islam được như thế nhờ là Umar. Không phải, không phải. Umar đã từng nói với một người Sahaba rằng, này Aba Ubaidah, chúng ta là nhóm người được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho hùng mạnh bởi Islam, và một khi chúng ta muốn hùng mạnh bởi điều gì khác ngoài Islam thì Allah sẽ hạ nhục chúng ta. Và trong gia đình chúng ta cần phải giáo dục con cái của mình, cần phải dạy cho chúng biết về những câu chuyện của những vị Nabi alayhi wasalam, những người tiên phong của Allah subhanahu wa ta'ala, sau đó kể về những người tốt đẹp sau họ, giống như những vị sahaba của Nabi sallallahu alayhi wasalam, để từ đó bọn chúng mới có cái người để hay có cái bước dẫn trải bọn chúng đi trên con đường đó để đến cái mục tiêu đó. Còn nếu như chúng ta hay là những ai đó chỉ muốn làm sao cho con mình sống no và ăn mặc đẹp và đi chơi và không có làm gì quan tâm đến những gì cả, thì chúng ta hãy biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không xem trọng cái người đó cũng như gia đình đó. Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không bao giờ xem trọng người đó và cái gia đình đó nếu như họ cuộc sống họ là như thế. Chẳng phải rằng Umar đã từng như vậy, đã là một người sống anh hùng hay sao? Chúng ta đừng có tưởng rằng jihad chỉ có việc cầm vũ khí ra đi ra xa trường mới gọi là jihad, hay là chúng ta can đảm đứng trước mặt kẻ thù mới gọi là jihad, không. Mà jihad là chúng ta giáo dục con cái chúng ta làm sao cho chúng trở thành một người giúp đỡ Islam và đem Islam ngày càng nâng lên và hùng mạnh hơn. Nếu như không phải thế thì Allah subhanahu wa ta'ala đã không phán câu cầu kinh như thế này: Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Này hỡi những người có đức tin, rằng á, trong số các bà vợ của các ngươi và trong số con cái của các ngươi là kẻ thù của các ngươi, hãy xem chừng bọn chúng. Tại sao Allah subhanahu wa ta'ala nói rằng vợ chúng ta, con chúng ta lại là kẻ thù của chúng ta? Hãy coi chừng bọn chúng. Nếu như người nào bận biểu lo con cái và vợ, hay là lo những cái gì khác sao lãng việc hành đạo của mình, thì hãy biết rằng vợ và con đó chính là kẻ thù của họ, tại vì đã kéo xa họ khỏi Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nếu như vợ con giúp họ trở thành một người ngoan đạo hơn, hành đạo Allah subhanahu wa ta'ala nhiều hơn, thì đó chính là những người tốt đẹp mà Allah subhanahu wa ta'ala xem trọng họ. Đó là những người Allah xem trọng họ. Nếu như hỏi ước muốn sau này con chúng ta sẽ làm gì, thì tin rằng rất ít và rất ít những người muốn con mình sau này sẽ là những người thuộc lòng Quran hay là thuộc lòng Hadith hay là trở thành một người alim của Islam. Rất ít, rất ít và rất ít. Đa số họ sẽ muốn con mình sẽ là những người nổi tiếng, là bác sĩ, là kỹ sư, hay là những người giàu có, những người có danh vọng, những người có tiền bạc và chức vụ cao. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala đấng rộng lượng, đấng trên tất cả mọi việc, đấng muốn làm gì thì Ngài làm, và đấng có khả năng
trên tất cả mọi sự việc. Hãy tập hợp tất cả Muslimin đi đến chân lý của Ngài hỡi Allah. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp Muslimin bám lấy Quran và Sunnah của người. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala bảo vệ tín đồ Muslimin, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và những người thanh niên của Islam. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chỉ cho họ đâu là chân lý, giúp họ tránh xa khỏi những điều haram. Nếu như cái thế hệ trẻ của chúng ta đó không biết bám lấy Quran và Sunnah mà chỉ chìm ngập trong sự ăn chơi và sa đọa, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được ngày mai Islam nó là chơi gì, nó ngẩng đầu lên. Islam có một thời rất là hùng mạnh. Vào cái thời đó tất cả Sahaba họ đã là những người thuộc lòng Quran trong ngực của mình, và họ đi đến đâu làm cho cái thù phải sợ đến đó. Giống như Umar, khi nghe đến tên Umar, vua của nước Ba Tư và vua của Hy Lạp là hai cường quốc thời bấy giờ, cũng phải khiếp sợ và lạnh cả gái khi Umar, khi nhắc đến Umar bin Khattab. Và Palestine ngày hôm nay, chính họ đã kéo cờ trắng và dâng hai tay chiếc chìa khóa của cánh cửa của vùng đất Palestine cho Umar bin Khattab vào cái thời Umar làm hoàng lý. Allahumma izzal Islam wal Muslimin. Allahumma izzal Islam wal Muslimin. Allahumma izzal Islam wal Muslimin wa dammir a'da'ika a'da'ad-din. Allahumma ja'al hadha balada amina mutma'inna wa sa'ir al-bilad al-muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz shababana wa nisa'ana wa dhurriyyatina ya qawiyyun ya aziz. Allahumma ansur mujahidina fi sabilika fi sayfi ar-rakan fi Burma fi Shishan fi Suriya fi Halab wa fi Iraq wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ihfazhum ala a'da'ihim. Allahumma ansurhum على أعدائهم اللهم زلزل أقدام أعدائهم اللهم احفظ دماءهم ونساءهم وأموالهم وأنفسهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم أنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين وتجاوز عنا سيئاتنا إن مغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبنا يا رب العالمين يا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.